Vua phim xin chào các bạn, nếu để nói ông vua tội phạm thì không ai là không biết đến Joker, nhưng điều gì đã tạo ra một Joker khét tiếng như vậy thì không phải ai cũng biết, không ai tin được rằng một người gầy trơ xương này lại là một kẻ sát nhân, từ người hiền lành chân chất lại biến thành một kẻ trời không sợ đất không sợ, vậy chuyện gì đã xảy ra với Joker thì cùng mình tìm hiểu nhé. Tại thành phố Gotham đầy rẫy tội phạm và khủng hoảng kinh tế, nam chính Arthur là một gã hề nghèo khổ tại đây, đã thế anh còn mắc phải một căn bệnh quái ác đó là cười không kiểm soát. Người ta nói nghèo hèn thì chúng nó ghét thì Arthur cũng không phải ngoại lệ, công việc của anh mỗi ngày là hóa trang nhảy nhót ngoài phố để kiếm tiền, đột nhiên một đám trẻ con lao đến cướp mất chiếc cần câu cơm của anh. Làm Arthur phải vắt chân lên cổ đuổi theo bọn chúng, ai ngờ vào đến một con ngõ vắng vẻ bọn trẻ trâu này đã đánh anh một trận, còn tấm biển quảng cáo thì cũng bị phá tan. Sau đó anh tới một phòng khám để nhận thuốc miễn phí để chữa bệnh, nhưng đây cũng là lần cuối cùng anh được tới đây, vì tình hình khó khăn nên thị trưởng đã cắt giảm chế độ này từ ngày mai. Lúc này bác sĩ hỏi Arthur có còn viết nhật ký không? Và anh đưa cho bà ấy một quyển sách ghi lại những câu chuyện cười của mình, nhưng khi xem thì nó lại chẳng có gì buồn cười cả, cho đến một trang giấy có ghi dòng chữ tôi mong cái chết của mình sẽ ý nghĩa hơn cuộc đời này. Bác sĩ đột nhiên rơi vào trầm tư, sau đó bà hỏi anh nghĩ như thế nào khi phải đến đây, Arthur lại trả lời rằng bị nhốt trong bệnh viện anh còn cảm thấy thoải mái hơn. Trên xe trở về anh cố gắng làm cho một cậu bé trên xe cười, không ngờ điều đó lại làm cho mẹ đứa bé khó chịu, mà đúng lúc này căn bệnh quái ác của anh lại tái phát, khiến anh cứ thế cười phá lên. Điều đó khiến bà mẹ và những người xung quanh nghĩ anh là kẻ tâm thần. Sau đó anh bước xuống xe với một tâm trạng nặng trĩu, trở về nhà điều đầu tiên anh làm là kiểm tra hòm thư, nhưng bên trong lại trống không. Arthur về nhà và báo với mẹ rằng hôm nay không có thư, thì ra mẹ anh đã từng làm trong nhà Thomas Wayne, người sắp được lên làm thị trưởng của thành phố này. Bà muốn viết thư nhờ giúp đỡ, nhưng những bức thư của bà chưa bao giờ có hồi âm. Trên TV lúc này cũng phát sóng chương trình của Murray, một người nổi tiếng trong lĩnh vực hài, ông cũng là thần tượng lớn nhất trong lòng Arthur. Anh ước rằng một ngày nào đó sẽ được đứng chung sân khấu với Murray. Ngoài mắc bệnh cười không kiểm soát, Arthur còn bị ảo tưởng rất nặng, nhưng dù sao thì một người ở đáy xã hội như anh cũng cần phải có một ước mơ để vươn lên. Hôm sau tại chỗ làm anh được một đồng nghiệp tên là Randall hỏi thăm, rồi hắn ta đưa cho Arthur một chiếc túi, bên trong là một khẩu súng. Randall nói hãy dùng nó để bảo vệ bản thân. Tuy rằng biết bản thân không được sử dụng nhưng Arthur vẫn nhận, mà không biết rằng chính khẩu súng này sẽ thay đổi cuộc đời anh. Sau đó Arthur bị ông chủ gọi gặp, ông ta nói anh bị khiếu lại vì đột nhiên biến mất giữa ca làm, đã thế còn làm mất luôn cả tấm biển quảng cáo, nhưng tấm biển đã bị phá nát thì lấy đâu ra mà trả được nữa. Điều đó khiến anh bị ông chủ trừ lương và còn suýt chút nữa bị đuổi việc. Tuy rằng rất ấm ức nhưng Arthur lại chẳng thể làm gì, điều anh có thể làm duy nhất là trút giận lên mấy thùng rác trên đường. Khi trở về nhà anh lại mở hòm thư nhưng nó vẫn trống không. Bước vào trong thang máy anh vô tình gặp được hai mẹ con Sophie, cô than phiền với anh về sự xuống cấp của tòa nhà này và ra hiệu chỉ muốn giết hết những kẻ tham quan độc ác. Trước khi về, Arthur còn lặp lại hành động đó của Sophie, ai ngờ cô lại mỉm cười với anh, đây có lẽ là người duy nhất nở nụ cười thật lòng với Arthur. Thế là hôm sau anh theo dõi hai mẹ con Sophie và thành công biết được nơi làm việc của cô. Sau đó anh đến một câu lạc bộ hài kịch, vừa xem nghệ sĩ trình diễn vừa ghi chép mọi thứ vào sổ tay, anh muốn dùng những thứ đó để làm kiến thức cho bản thân. Đêm hôm đó Sophie đột nhiên đến gõ cửa nhà anh, cô hỏi Arthur tại sao hồi sáng lại đi theo cô, nhưng anh không chối bỏ mà còn thẳng thắn thừa nhận. Điều đó khiến Sophie nói anh là một con người hài hước. Arthur thấy vậy cũng rất vui liền mời cô đến buổi biểu diễn hài của mình sắp tới. Hôm sau anh mang niềm vui đó đến biểu diễn tại một bệnh viện nhi, trong lúc đang nhảy múa hăng say không may khẩu súng trong quần đột nhiên rơi ra. Làm ông chủ gọi điện tại sao anh lại mang súng đến bệnh viện, nhưng Arthur lại giải thích rằng nó chỉ là đạo cụ. Ai ngờ tên Randall lại tố với ông chủ rằng Arthur đã mua một khẩu súng từ chỗ anh ta. Thế là Arthur bị ông chủ đuổi việc, anh quá tức giận mà đập vỡ cửa kính của bốt điện thoại, ngồi trên tàu điện ngầm với một vẻ mặt thất thần, tự hỏi rằng tại sao ông trời lại luôn chơi đùa anh như vậy. Đúng lúc này trên tàu cũng có ba gã đàn ông đang cố trêu ghẹo một cô gái. Ở một góc Arthur đột nhiên cười phá lên, làm ba tên kia quay sang nhìn, cô gái kia cũng nhân cơ hội đó rời đi, bị sổng mất con mồi. Bọn chúng liền lao vào đánh Arthur thừa sống thiếu chết, nhưng chó cùng rứt dậu anh rút khẩu súng ra bắn, làm hai tên chết tại chỗ. Một tên tuy chạy thoát nhưng vẫn bị Arthur truy giết. Cuối cùng thì hắn ta cũng không thể chạy thoát được họng súng của anh. Arthur trong lần đầu giết người vô cùng sợ hãi chui vào nhà vệ sinh, đến lúc này anh mới có cảm giác bản thân được an toàn. Arthur liền nhảy múa trong vô thức, mọi nỗi đau đè nén bấy lâu nay như được giải thoát. Sau đó anh tìm đến nhà Sophie cho cô thử vị của bộ răng vàng của anh, rồi anh đến phòng hóa trang thu dọn toàn bộ vật dụng của bản thân. Mọi người ở đây vẫn thi nhau bàn tán về việc gã hề giết người, còn Arthur thì chỉ nhắc cho tên Randall là hãy nhớ mặt bố mày. Trước khi đi anh còn không quên đấm bể luôn cả máy chấm công. Sau đó vụ án Arthur gây ra cũng được đưa lên TV, trên truyền hình Thomas Wayne lên án rồi chỉ trích hung thủ, cộng kèm với những lời nói khoa trương của mình, ông ta sẽ dễ dàng lấy được lòng dân trong cuộc bầu cử sắp tới.
Nghe vậy Arthur bất giác cười phá lên. Hôm đó Arthur có một buổi diễn đầu tiên tại câu lạc bộ hài, nhưng khi đứng trên sân khấu anh lại chẳng thể nào nhịn được cười, dù có cố gắng đến đâu thì mãi cũng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này Sophie cũng đang ở phía dưới dõi theo anh, nhờ có sự cổ vũ của cô mà Arthur dần lấy lại được bình tĩnh, câu chuyện của anh cũng vì thế mà được khán giả chấp nhận, cũng coi như một buổi biểu diễn thành công. Khi trở về đi qua quầy bán báo, Arthur thấy rất nhiều trang đưa tin về vụ án giết người của anh. Anh rất vui vì cảm thấy mình được dư luận chú ý. Đã thế Sophie cũng tỏ ý tán thành hành vi giết người đó, vì với những người nghèo như bọn họ thì gã hề đã trừ hại giúp dân. Đây chắc có lẽ là ngày mà Arthur cảm thấy vui nhất. Khi trở về, mẹ anh nói đã viết xong bức thư muốn anh đi gửi hộ bà. Trong lúc tò mò, Arthur đã mở bức thư ra xem thử thì anh phát hiện ra nội dung của bức thư nói rằng Thomas Wayne chính là cha anh. Arthur đứng ngoài cửa phòng không ngừng chất vấn mẹ mình, đến cuối cùng bà cũng phải kể câu chuyện giữa hai người bọn họ. Arthur sau đó cũng biết được mọi chuyện, tìm đến dinh thự của Thomas Wayne, nhưng khi đến nơi thì anh lại không được vào trong, còn bị bảo vệ hắt hủi đuổi đi. Thậm chí còn bảo mẹ anh mắc chứng hoang tưởng. Về đến nhà thì Arthur phát hiện mẹ mình đang được đưa lên xe cấp cứu. Anh ngồi bên ngoài bệnh viện thì có cảnh sát đến tìm. Bọn họ hỏi anh tại sao lại mang súng đến viện nhi, nhưng anh chỉ bảo súng đó là đạo cụ, rồi sau đó cứ thế đi mất. Anh và Sophie đã cùng nhau túc trực bên giường mẹ cả đêm, cho đến khi Sophie đi ra ngoài. Đúng lúc này trên TV lại mở chương trình hài kịch của Murray, ông ta thế mà lại đem đoạn diễn hài của Arthur ra để chê bai. Khi về đến nhà, Arthur rất buồn nằm vật xuống giường. TV cũng đưa tin những vụ biểu tình và bạo động trong khắp thành phố. Người tham gia biểu tình đều đeo mặt nạ chú hề và diễu hành khắp nơi. Vào tối mai sẽ có một cuộc biểu tình quy mô lớn trước hội trường Wayne, còn Thomas Wayne sẽ tham gia đêm hội từ thiện tại đó. Thế là Arthur nhân cơ hội hóa trang trà trộn vào hội trường. Anh đi theo Thomas Wayne vào nhà vệ sinh. Ở đây ông ta mới tiết lộ thân phận thực sự của anh. Thomas Wayne nói anh chỉ là con nuôi của mẹ anh và càng không phải là con ruột của ông ta. Mẹ của Arthur đã nhận nuôi anh khi vẫn đang làm việc cho ông. Sau đó bà bị bắt và bị đưa đến bệnh viện tâm thần Arkham để điều trị. Nếu không tin ông thì anh có thể tới đó để kiểm tra bệnh án. Thế là Arthur một mình đi đến bệnh viện Arkham để kiểm chứng thông tin. Sau khi xem hồ sơ bệnh án của mẹ từ 30 năm trước, anh mới ngỡ ngàng. Bà quả thật là bị tâm thần, thậm chí còn có cả một đơn nhận con nuôi. Thậm chí bà còn mắc tội dung túng cho bạn trai ngược đãi đứa con đó. Đấy cũng là lý do tại sao Arthur lại bị bệnh về não bộ. Sau khi biết được chân tướng, Arthur suy sụp đội mưa về nhà. Anh tìm đến nhà Sophie mong nhận được sự an ủi của cô, nhưng cô lại dửng dưng yêu cầu anh rời khỏi nhà mình. Arthur cảm thấy như bị cả thế giới quay lưng, cô lập một mình ở trong nhà cười như điên. Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại mời tham gia chương trình của Murray. Trải qua một hồi do dự thì anh cũng đồng ý. Rồi anh đến bệnh viện trút mọi đau khổ uất hận lên người mẹ đang hấp hối để chuẩn bị lên sân khấu cùng thần tượng. Arthur ở nhà tập cách đi đứng nói năng trên sân khấu, sau đó nhuộm tóc thành một màu xanh lá cây, hóa trang thành một chú hề. Đúng lúc này Randall và anh chàng người lùn tìm đến nhà, bọn họ muốn hỏi thăm về cái chết của mẹ anh, nhưng chưa kịp hỏi thì Arthur đã rút một con dao trong túi tiễn tên Randall về gặp ông bà ông vải. Còn chú lùn vì là người hay giúp đỡ anh nên anh đã không làm hại. Sau đó Arthur trong diện mạo của một chú hề bắt đầu bước xuống phố, những bước chân của anh dường như đã được giải thoát. Đúng lúc này thì có hai cảnh sát xuất hiện, làm Arthur phải vắt chân lên cổ bỏ chạy, cho đến khi anh chạy lên được một chuyến tàu điện ngầm, nơi mà tất cả mọi người đều đang đeo mặt lạ chú hề. Dưới sự kích động của anh, bạo loạn nhanh chóng nổ ra, hai cảnh sát cũng vì thế mà bị đánh chết, còn Arthur thì nhân lúc hỗn loạn rời đi. Tới chương trình của Murray, anh mong ông hãy giới thiệu mình bằng cái tên Joker. Đến thời gian ghi hình, Murray cho phát lại buổi biểu diễn của Arthur. Sau đó Joker nhẹ nhàng bước ra sân khấu theo tiếng nhạc, rồi Murray để cho anh kể một câu chuyện cười. Thế là Joker mang chiếc sổ tay của mình ra đọc: tôi hy vọng cái chết của mình sẽ có ý nghĩa hơn cuộc đời này. Đọc đến đây thì anh ngừng lại vì nó không còn buồn cười nữa. Joker lúc này mới giải thích rằng mấy tuần vừa qua vô cùng tồi tệ với anh. Từ lúc giết ba gã khốn nạn trên tàu điện ngầm thì anh muốn giết hết tất cả những kẻ xấu xa trong cái xã hội thối nát này. Joker cứ thế nhìn thẳng máy quay phê phán mặt trái của xã hội, chỉ coi trọng những kẻ có tiền, còn những người nghèo khổ như anh thì chết ngoài đường cũng chẳng ai quan tâm. Lúc này Murray nói với anh không phải ai cũng là người xấu, nhưng đột nhiên Joker quay lại bảo ông chính là người xấu. Anh nói nếu chọc vào một kẻ đã vào bước đường cùng thì ông biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Sau đó Joker rút súng ra bắn chết Murray ngay trên sóng truyền hình, nhưng sau đó vẫn không chạy trốn mà ngồi yên rung đùi đợi cảnh sát đến bắt. Trên xe cảnh sát, anh nhìn ra thấy thành phố Gotham đã vô cùng hỗn loạn, bạo động xảy ra khắp nơi. Điều đó khiến cho Joker cười không ngậm được mồm. Ngay sau đó một chiếc xe cứu thương đâm vào xe cảnh sát, một kẻ mang mặt nạ chú hề kéo Arthur ra khỏi xe. Cùng lúc đó nhà Thomas Wayne cũng đang định rời đi thì họ đã bị một tên đeo mặt lạ truy sát. Hai bộ mẹ thì bị giết chết, chỉ để lại một mình cậu con trai. Lúc này Joker cũng đã tỉnh lại và được tất cả mọi người tung hô như một người hùng. Anh đứng trên nóc ô tô và vẽ cho mình một nụ cười thật tươi. Sau đó chuyển cảnh đến Joker ngồi trong một căn phòng tại bệnh viện Arkham. Anh ta cười như đười ươi sóc lọ trước mặt cô bác sĩ.
Cô hỏi anh đang cười cái gì, Joker chỉ đáp cô không hiểu được đâu. Bộ phim kết thúc bằng cảnh Joker bước ra khỏi căn phòng với bàn chân dính máu. Có lẽ đây là lần đầu tiên vượt ngục của ông hoàng tội phạm. Arthur từ nhỏ đã không ngừng bị cuộc sống chèn ép. Anh mắc phải căn bệnh không thể kiểm soát tiếng cười. Nhân vật chú hề của anh là người mang đến niềm vui cho người khác. Nhưng đến sau cùng anh lại chẳng thể có được niềm vui cho riêng mình, niềm đau nỗi buồn và sự tuyệt vọng, để rồi những cảm xúc tiêu cực ấy đủ lớn, cái ác đã trỗi dậy và nhân vật phản diện được yêu thích nhất mọi thời đại đã ra đời. Phim hôm nay đến đây thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye!